Viêm cổ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa mà chị em thường gặp. Tại Việt Nam, có đến 33% phụ nữ mắc bệnh này. Trong số đó có đến 40% đã bị biến chứng nặng chuyển thành viêm loét cổ tử cung có nguy cơ ung thư cổ tử cung. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về bệnh lý nguy hiểm này nhé. 1. Viêm cổ tử cung là gì? Viêm cổ tử cung là tình trạng sưng, viêm, lở loét ở cổ tử cung. Tác nhân chủ yếu gây nên là nhiễm khuẩn, nấm hoặc ký sinh trùng. Bệnh được chia làm hai loại là cấp tính và mãn tính. Viêm cổ tử cung cấp tính khi tái phát nhiều lần hoặc không được phát hiện và chữa trị kịp thời có thể dẫn đến mãn tính. Biểu hiện viêm cổ tử cung khá giống với viêm âm đạo, da huyết trắng đục, mùi khó chịu, ngứa, xuất huyết âm đạo, cảm giác đau rát khi quan hệ tình dục. Nguyên nhân của bệnh lý này thường là do nhiễm vi khuẩn. Đây là loại bệnh lý không khó chữa. Tuy nhiên, nếu không được điều trị, bệnh có nguy cơ làm giảm chức năng miễn dịch của tử cung và âm đạo, tăng khả năng mắc các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, thậm chí là nhiễm HIV. 2. Dấu hiệu viêm cổ tử cung. Rất nhiều phụ nữ khi bị viêm cổ tử cung không hề biểu hiện thành bất kỳ triệu chứng nào. Vì vậy, bệnh thường được phát hiện khi kiểm tra định kỳ hoặc bệnh nhân đến khám vì một bệnh liên quan khác. Các dấu hiệu và triệu chứng bao gồm: da khí hư bất thường, màu vàng, trắng đục hoặc xám nhạt. Xuất huyết âm đạo bất thường, chẳng hạn như ra máu sau khi quan hệ tình dục hoặc giữa các kỳ kinh nguyệt. Đau, ngứa âm đạo. Đau rát khi quan hệ tình dục. Đau buốt khi tiểu tiện. 3. Yếu tố nguy cơ. Bạn có nguy cơ bị viêm cổ tử cung cao hơn người khác nếu có hành vi tình dục nguy cơ cao, chẳng hạn như quan hệ tình dục không được bảo vệ, quan hệ tình dục với nhiều người hoặc quan hệ tình dục với người có hành vi nguy cơ cao, quan hệ tình dục sớm, có tiền sử nhiễm bệnh lây qua đường tình dục. 4. Biến chứng của viêm cổ tử cung. Cổ tử cung của bạn hoạt động như một rào cản để ngăn vi khuẩn và virus xâm nhập vào tử cung. Khi cổ tử cung bị nhiễm trùng, nguy cơ các nhiễm trùng khác sẽ đi vào tử cung của bạn tăng lên. Viêm cổ tử cung do lậu có thể lan đến niêm mạc tử cung và ống dẫn trứng, dẫn đến bệnh viêm vùng chậu, nhiễm trùng cơ quan sinh sản, có thể gây ra các vấn đề về sinh sản nếu không được điều trị sớm. Vì vậy, khi thấy những biểu hiện của viêm cổ tử cung hãy nên đi khám và điều trị càng sớm càng tốt để tránh gặp những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày.